Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mẫu hoa như thế này. Thực ra mình cũng không biết đặt tên nó là hoa gì, bởi vì mình làm theo yêu cầu của một bạn trên Facebook, nên là mình cũng chả biết nó là hoa gì luôn. Nhìn thì nó cũng hơi giống kiểu làm hoa tulip, nhưng mà hoa tulip thì ba cái cánh ở bên trong nó sẽ không ngắn như thế này, và cái phần nhị của nó thì cũng không có nhị kiểu như này nha. Thì mình thấy đẹp thì mình sẽ cứ hướng dẫn cho các bạn làm thôi, chứ còn mình cũng không biết nó là cái hoa gì luôn. Thì để làm được cái mẫu hoa như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau nhé. Nguyên liệu thì gồm có là, đầu tiên là chúng ta sẽ cần đến kẽm cành. Mình dùng kẽm cành loại nhỏ với nó hơi ngắn một chút nha. Thì mình dùng cái kẽm cành nó hơi ngắn một chút để mình cắm vào các cái hoa nó thấp thấp ấy. Còn bạn nào mà muốn làm nó cao thì các bạn làm dài nha. Tiếp đến là giấy nhún màu hồng hoặc là màu tím, hoặc là bất kỳ cái màu gì mà các bạn yêu thích nha. Hoa này thì nó không có, mình chẳng biết nó có thật hay không, nhưng mà thấy nó đẹp nên là các bạn có thể làm bất kỳ màu nào các bạn thích nha. Nhị hoa cũng thế, đây mình dùng màu hồng, băng bông gòn, keo sữa, chỉ buộc và băng keo sáp. Tiếp là giấy sần màu xanh này để làm lá, hoặc là các bạn có thể lấy cái giấy sần nó màu nó đậm hơn một chút đều được nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần cánh hoa trước nha. Thì các bạn để ý là cái bông hoa mình đã làm ấy, thì phần cánh hoa nó sẽ có hai lớp cánh, tổng cộng là 8 cánh tất cả nhá. Thì cái bên trong cùng là 3 cánh nhỏ và hơi thấp, còn bên ngoài sẽ là 5 cánh lớn nha. Thì các bạn trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 3 cánh nhỏ trước. Thì các bạn sẽ dùng một đoạn giấy nhún có kích thước là 9,5 đến 10 cm nha. Kích thước này thì các bạn nữa là chiều ngang là 1,5, còn mảnh còn lại thì chiều ngang cũng rơi vào khoảng 1,5 đến 2 cm nha. Chiều dài thì rơi vào 13,5 hoặc là 14 nha. Thì đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm xoắn cái phần. Các bạn cầm cái mảnh giấy nhún ngang như thế này, các bạn gập đôi nó lại. Sau đó các bạn cầm ở giữa cái phần này, các bạn nhúm nó lại như thế này nhé. Các bạn nhớ là cầm nhúm lại, thì vì nếu các bạn mà xoắn luôn thì nó sẽ bị rách giấy. Các bạn cầm như này rồi các bạn xoắn nhẹ, rồi đặt ngược lại như thế này. Đó là các bạn đã được cái phần cánh hoa rồi. Các bạn dùng tay để giãn nhẹ cái phần bụng ra nha. Đó, đây các bạn sẽ được cái phần giấy đã xoắn như thế này. Thì các bạn làm khoảng 3 cái như thế nhá, 3 cái miếng xoắn giấy như thế. Rồi tiếp đến làm mảnh màu dài hơn, các bạn cũng làm tương tự như vậy. Nhúm vào phần giữa này rồi xoắn, hãy gập nó lại như vậy. Cũng dùng tay kéo giãn nó ra nha. Giờ cái với cái dài như thế này các bạn làm 5 cái nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm đến phần nhị hoa, thì chúng ta cần đến bông gòn và mảnh giấy nhún màu sắc tùy chọn nhá. Các bạn nên chọn cái màu nhị của nó nhạt hơn so với cái màu cánh này thì nó sẽ nổi hơn nha. Kích thước của cái này thì rơi vào khoảng 6,5. 6,5 này. Nhân với 6,5 hoặc 7, các bạn cắt nó tương, nó ước lượng thôi, không cần phải chính xác quá. Các bạn kéo giãn nó ra. Rồi tiếp theo các bạn dùng một ít bông gòn. Tùy theo bông hoa, nếu mà nhị to thì các bạn dùng nhị to, cái bông nhỏ thì các bạn dùng nhị nó nhỏ thôi nhá. Thì mình, ở đây mình
một ít bông gòn như thế này rồi các bạn nhúng nó lại. Các bạn nên cắt bớt cái phần giấy thừa này đi, bởi vì để tránh cái phần đài hoa nó quá to nha. Rồi các bạn cắt đi như thế này, các bạn sẽ được cái phần như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng kẽm cành để gắn cánh hoa vào nha. Thì với cái kẽm cành này thì bạn nào mà có cái kìm này thì các bạn bẻ cong một đầu của cái cành kẽm này nha, để tăng tiếp xúc với cái phần này thì nó không bị rời ra. Rồi các bạn ấn keo sữa vào, các bạn ấn vào như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái phần chỉ buộc ấy, chỉ buộc các bạn cuốn lại nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ghép đến cái phần gì nhỏ, phần cánh hoa nha. Cánh hoa nhỏ trước thì các bạn đặt nó sát như thế này, rồi các bạn cuốn nó lại. Ba cánh thì các bạn sẽ cuốn ba cánh bên trong để tạo thành một hình tam giác nha. Đấy, tạo thành một hình tam giác như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ ghép các lớp cánh bên ngoài. Các bạn đặt cao nó lên nha, sao cho cái phần nó, hai cái phần này nó bằng nhau này. Các bạn đặt như này, chứ đừng đặt thấp quá như thế này, nó sẽ là xấu. Các bạn đặt nó bằng nhau thì chúng ta sẽ được cái kích thước hoa như mong muốn nha. Là cái phần bên ngoài nó sẽ dài hơn cái phần bên trong. Thì các phần cánh hoa bên trên nó cũng sẽ đều nhau hơn nha. Đó, sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ bẻ cái phần cánh này nó hơi tẽ ra một chút để cho nó nhìn cho nó đẹp nha. Các bạn dùng tay giãn nhẹ lần nữa cái cánh này ra để cho nó hơi cong một chút. Đó, sau khi mà các bạn ghép xong cánh thì chúng ta sẽ được cái hình dạng của bông hoa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến phần lá. Thì các bạn dùng một mảnh giấy sần như thế này, có kích thước là mười bốn cm nhân với lại 3 cm nha. Rồi các bạn gập đôi lại như thế này. Tiếp đến này các bạn sẽ dùng keo sữa để phết keo vào đây. Dán hai cái mặt này lại với nhau để cho cái lá của mình nó cứng và nó đẹp hơn nha. Rồi các bạn lại gập tiếp đôi vào. Gập thêm một lần nữa. Rồi các bạn cắt tạo hình phần cánh hoa nha.
Rồi sau đó các bạn dở ra để chúng ta sẽ được hai cái lá như thế này. À, với cái hoa này thì các bạn có thể làm 2 đến 4 lá nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 4 lá. Mình đã cắt sẵn rồi. Thì cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để ghép hoàn chỉnh bông hoa nhé. Cuốn sát cái phần đài hoa để che đi cái phần chỉ buộc nhá. Rồi chúng ta sẽ ghép phần lá vào. Với cái giấy sần này mà chúng ta dán hai cái lá lại với nhau ấy thì hai cái mặt giấy với nhau thì nó rất là cứng nha. Thì các bạn nhìn hoa nó, lá nó sẽ không bị nát. Các bạn nào cuốn cho đến hết cái cuốn cùng à. Rồi các bạn dùng tay hơi chếch chếch cái lá này ra một chút là được nha. Đó, như vậy là mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa không tên như thế này. Đây là một số bông hoa mình đã làm sẵn nha. Đó. Thì các bạn có thể làm nhiều cái mẫu hoa như thế này, nhiều bông hoa như thế này để rồi chúng ta sẽ dùng để cắm và trang trí vào các bình hoa nhìn rất là đẹp nhá. Thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa này, thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này nhá. Cái hoa này thì các bạn có thể dùng để làm nó dài hơn để các bạn cắm vào các bình nó cao, còn làm ngắn như mình thì cắm vào các thấp thấp. Ở đây thì mình đã cắm tạm vào một cái lọ hoa nhỏ nhỏ như thế này. Mình cắm tạm thời thôi nha. Đây cũng không phải gọi là loại hoa mà mình để cắm các bông hoa mình làm mẫu. Thì các bạn có thể cắm được những cái bình hoa như thế này và nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Thì các bạn làm với số lượng bông nó nhiều hơn thì nhìn nó đẹp hơn nha. Ở đây mình làm hơi ít. Thì đó, đây mình cắm nó đại như thế này thì cũng đã nhìn cũng khá là đẹp rồi. Thì với các bạn nào làm được nhiều bông hoa hơn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa không tên như thế này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Có gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc là comment ở dưới cái clip của mình ấy. Hoặc là các bạn nào mà có yêu cầu về làm hoa, các loại hoa nào ấy thì có thể yêu cầu mình nha. Thì mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian để mình sẽ làm hướng dẫn các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.